nó bắn là bên cạnh, nhưng nó bắn chết gói rồi, được thằng ấy rồi. Nó biết ốc mà. Đã. Nó biết ốc mà, có phải nó xếp đâu. Ở ngoài vẫn nâng lên được một tí. Nâng lên từ đâu? Chỉ cần lên một tí là được mà. Thế ra lên được không? Nâng được mà, cái gì chống ở trong.